Tượng heo giác vàng phong thủy may mắn và thịnh vượng là quà tặng mạ vàng 24K cao cấp và độc đáo của các nghệ nhân đồ đồng Việt đã chế tác tỉ mẩn, tinh xảo nhất. Sản phẩm này có thể làm quà tặng cao cấp tặng sếp hoặc có thể sắm heo mạ vàng cho chính ngôi nhà của mình. Heo, hay còn gọi là lợn, là con vật thuộc 12 con giáp rất đáng yêu và thân thiết với con người. Thời xa xưa, có heo mẹ trong nhà nghĩa là có khả năng sinh sản và đem lại sự giàu có, bởi vì chúng mang đến nguồn tài chính ổn định và cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Càng nhiều heo con thì nguồn lực và tài sản càng tăng. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, biểu tượng con heo chỉ mang ý nghĩa cầu mong sự phát triển trong công việc và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển. Xét về phương diện phong thủy, heo mang lại may mắn cho gia chủ và đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có cũng như khả năng sinh sản, thành công trong công việc, cuộc sống. Ngoài ra, trong thực tế heo chỉ có ăn no, tắm mát mà không phải lo lắng gì cả. Chính vì thế mà nó còn tượng trưng cho sự đầy đủ thức ăn, niềm vui vật chất, sự an toàn trong nhà. Trong thuyết âm dương, heo thuộc âm tính. Chúng là món quà tặng cao cấp đầy quý giá cho những đối tác làm ăn hoặc cho người thân trong lễ khai trương cửa hàng. Một cặp heo phong thủy mạ vàng 24K cũng là món quà tặng cao cấp đầy ý nghĩa cho người bạn đời để tăng khả năng thụ thai và mong có nhiều con. Để được tư vấn chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ công ty Đồ Đồng Việt. Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí và các chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đồ Đồng Việt, niềm tin mà khách hàng dành chọn.